cho chị hai trái ngọt vô cùng. Ôi trời, nó tự rồi nhiên nó rụng luôn. Cái đó tự nhiên á, em chưa bẻ mà nó rụng á. Ừ. Cái đó chắc nó bị. Đó, trái này già nè, đúng rồi nè. Cái này già, chị thấy kế bên đây. Khoan khoan, chị chưa cầm. Rồi. Bên đây nó già không, chị nhìn coi nó già không? Già luôn, trái nó già luôn rồi đó. Già không? Già, trái nó già. Rồi hai trái. Nó chất lượng ghê ha, nó nặng. Thôi cái tròn em không hái đâu. Thôi đừng hái trái tròn. Trái dài này ngon nè. Vô đi mày, làm đây nó tròn nó chín rồi sao không hái luôn hả? Đó, giờ nó ngon. Chín hái luôn đi. Hả? Chín người ta hái luôn chứ trời ơi, rượu chín mà không hái được thôi. Ờ, chế gì nữa. Hái luôn trời ơi, chín cây mà. Nè, vàng khè luôn. Ừ. Hả? Mà trái này cũng vàng luôn nè. Sao em nói không hái trái nó sao nó giờ hái không trái này vàng hái luôn chị kêu mấy trái tròn đó trời trái này nó vàng khè luôn. Ừ. Ừ bây giờ hay có nhiều em thấy không cái trái có nhiều quá cái bà đặt chê nó không có nặng bằng trái chiều thì nó còn vàng vàng kìa em nó còn cái đít vàng má cái nào nữa em nhìn em ngồi xuống coi nó vàng khè. Ừ thôi đi chừa nhưng mà cái trái nó nặng không 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 chừa đi thôi chừa cho người sau đi hái trái dài đi. Ừ chừa cho người sau đi. Trời ơi, nó nặng ghê hồn luôn hắn rồi. Nè, chỗ này có trái chín nè. Nặng kinh luôn á. Trời ơi, hái cái trái nhỏ xíu này chút vô ăn liền luôn, tức khắc đây nè. Đó, trái nó trái chín cây luôn. Coi nè, ăn liền tức khắc luôn. Đúng rồi. Này luôn nè. Để đây đi. Chị để, chị chất vô vỏ đi, chút em với chị khiên phụ cho. Nó vàng luôn nè, coi nè. Trời ơi, nó vàng luôn nè. Mà qua bên đây là trái dài.